Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống, ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa hiện có 146 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ công tác tại 17 khoa, phòng. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tổ chức khám và điều trị nội trú cho trên 200 lượt bệnh nhân. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công cụ thể cho các thành viên, xây dựng các kế hoạch, phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cũng như đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị, công tác sàng lọc, phân luồng tất cả những người ra vào bệnh viện được thực hiện ngay từ cổng. Tại đây, mọi người được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, sàng lọc, phân luồng. Nếu phát hiện các yếu tố dịch tễ hoặc sốt, ho, khó thở, người bệnh được đưa vào khám, cách ly riêng biệt dành cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 hoặc các dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp. Tại khu vực khám bệnh, bệnh viện cũng chủ động kê thêm ghế, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà giữ khoảng cách, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Nói chung thì bây giờ đến bệnh nhân mà đến khám thì đến cổng bệnh viện thì là vô trước cổng thì sát khuẩn tay, được là cán bộ y tế là 3 tháng là bên khai báo y tế xong rồi là đem giấy bảo hiểm vô nộp để là xin khám chữa bệnh. Nói chung đến bệnh viện thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm. Nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, tổ chức tập huấn các hướng dẫn về khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị COVID-19, định kỳ phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, đảm bảo chống lây nhiễm chéo trong đơn vị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, hạn chế người nhà chăm sóc bệnh nhân, không thăm hỏi trong thời gian nằm điều trị nội trú. Vào nằm viện nói chung từ ngoài phòng khám cho đến khoa Hà Nội thì nói chung cùng nhiệt tình chăm sóc, coi như là hướng dẫn bệnh nhân rất chú đáo. Nói chung là từ đi lại đi ăn uống, nói chung mỗi giữ khoảng cách của mỗi bệnh nhân phải cách người 2 mét, luôn luôn phải chấp hành đầy đủ của nội quy của bệnh viện, đeo khẩu trang ra khỏi nhà, rồi hạn chế người nhà không được vào thăm, nếu người nhà mà không có biển thẻ thì cũng được vào thăm. Cho nên nói chung là coi như là bệnh nhân, coi như tôi là bệnh nhân cho nên cũng phải chấp hành đầy đủ nội quy của bệnh viện. Còn bên bệnh viện nói chung bên y bác sĩ cũng tận tình chăm sóc giúp đỡ. Để đảm bảo chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân, đồng thời phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ theo kiếp trực và bố trí nhân lực phù hợp trong một số tình huống có thể xảy ra. Triển khai các nội dung cụ thể theo từng khoa, phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, kịp thời phát hiện, cách ly những ca bệnh có yếu tố dịch tễ hoặc có dấu hiệu nghi mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện và các trường hợp người có nguy cơ, kích hoạt các tổ cấp cứu lưu động phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với dịch trong cộng đồng và hỗ trợ tuyến dưới phòng chống dịch. Bên cạnh đó, bệnh viện đã tăng cường công tác vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải, rác thải theo quy định. Công tác khử khuẩn toàn bệnh viện được duy trì. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân huyện, thì bệnh viện đã đề ra kế hoạch đó là thành lập một cái ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của bệnh viện và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Thứ hai nữa là bệnh viện đã là phân luồng sàng lọc, khai báo y tế đối với bệnh nhân đến khám và điều trị ngay từ ngoài cổng. Thứ ba là bệnh viện đã là thường xuyên là tuyên truyền, hướng dẫn người dân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là thực hiện tốt 5K theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tiếp theo nữa là bệnh viện cũng bố trí một khu cách ly riêng để điều trị cho những bệnh nhân nghi ngờ hoặc là bệnh bị COVID mà mức độ nhẹ, là khu cách ly đó là có 20 giường bệnh và thành lập một kíp
để khi có bệnh nhân thì kịp đó thể điều trị. Ngoài ra là bệnh viện là có được sự hỗ trợ của Sở Y tế là có 400 test nhanh COVID để khi những trường hợp nào nghi ngờ là bệnh viện sẽ làm test nhanh để phân loại ngay từ ban đầu. Đồng thời là bệnh viện cũng có kế hoạch là mua sắm trang thiết bị, các phương tiện để phục vụ cho phòng chống dịch để khi mà có dịch xảy ra thì không bị lúng túng. Nhất là cũng có đầy đủ là áo quần bảo hộ về oxy khi mà điều trị bệnh nhân. Ngoài công tác khám chữa bệnh theo quy định, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa cũng đã phối hợp tốt với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Việc tiêm chủng được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, đồng thời đảm bảo an toàn chống dịch. Khu vực tiêm được bố trí độc lập, có lối đi riêng, không để người đến tiêm phòng xâm nhập vào các khoa, phòng khác của bệnh viện. Với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, sự hợp tác của người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, góp phần bảo vệ an toàn bệnh viện nói riêng, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa nói chung.